review sầu riêng. Mình đi ngang qua mình thấy có một cái gian hàng bán sầu riêng, mình nghe cái mùi sầu riêng, trời ơi ta nói nó thơm bát ngát luôn mọi người. Mình mua một trái, anh bán sầu riêng khui cho vào hộp này mọi người. Mình vừa bỏ cái hộp sầu riêng xuống bàn, chỉ còn lại một muối. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn với mình nha. Mà ngộ nha, cái trái sầu riêng á, ai mà biết ăn á, rất là mê luôn và ăn rất là ngon. Còn ai mà không biết ăn á, thì nghe cái mùi rất là hôi, khó ăn và cũng không bao giờ dám ăn. Còn với mình thì nghe cái trái sầu riêng, mình rất là mê. Đi từ xa mà chỉ cần nghe mùi sầu riêng là mình mê lắm mọi người ơi. Có người ăn sầu riêng vài muối là đã thấy say, còn mình ăn một trái mình cũng không thấy say. Mình chia sẻ một chút về cách mua sầu riêng, trái nào là trái sầu riêng rụng và trái nào là trái sầu riêng không rụng nha mọi người. Nhận biết trông rất là đơn giản, chỉ cần nhìn vào cái cuống là mình biết ngay trái sầu riêng không rụng và trái sầu riêng cắt nha mọi người. Trái sầu riêng rụng thì cái cuống nó tròn không có dấu cắt, còn trái cắt thì mình nhìn là biết.